Em xin kính chào với cô chú anh chị. Yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai chuyện trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Bên Đôi Hồng Duyên ạ. Hôm nay thì em xin chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình một lô mai có bình siêu bông mình lợi với lại giỏ hoàng kim như cô chú tại bãi kiển của anh Tám ở thành phố Cần Thơ ạ. Và lô mai hôm nay đa số là hàng bonsai đế đẹp nha cô chú anh chị ha. Thích hợp cho cô chú mình sưu tầm về trời tết 2025 ạ. Tàn đều nụ nhiều luôn không biết cô chú anh chị. Những cây gốc quái quái luôn nha. Đang có mặt hoa tại vườn của anh Tám nha cô chú. Dạ em xin chào anh Tám rồi. À, chào Phương ha. Chào cô chú anh chị ở nước ha. Hôm nay em tiếp tục lên lô mai ha. Hai loại ha. Siêu bông bình lợi với giả bạch kim ha. Hoàng kim ha. Dạ. Hai thứ à. Rồi đầu clip em vô một cây số 77. Một cây siêu bông bình lợi. Cây đế quái nè. Siêu bông mình lại cây này cũng đều thẳng hết trơn rồi cô chú chị. Núp nụ nhóc chơi luôn. Nụ kim vô mỗi nách lá hết trơn rồi nha quý cô chú ha. Cây này thì em đế xổm cũng khá là cao quá cô chú chị. Dạ rồi, em xin xác ơn ạ. Đế đổ sao cây này đẹp ha, cây đế quái ha, anh em mà chơi hàng quái hiện nay vô đây siêu tầm hả anh em. Hoành 20 ha. Đúng rồi, đế là 71 ha. Quái là 28 ha. Chiều cao nơm á. Chiều cao của nó là 70. Ngang 72. Rồi, 377 vô luôn chú anh chị là 1 triệu mốt ha. 1 triệu mốt bao xếp tặng chậu ha. Hàng quái, hàng đẹp ha. Dạ, dạ. Mã số 78. 72. Đó, 78. Dạ. Hết với ai. Cái này cũng lùng lực tàn tán khá là rộng nha. Rồi, à, 78. Thì nút kia vô nút hết hả chị, nút mà mỏ mắt lá luôn ha, nó hay ít chị nút không hả chị. Cái này có cái phân tàn nó hơi bay bay nha cô chú, có độ sổ hơn nha. Dạ rồi em xin xuất ra luôn nha. Hoành 18 ha. Dạ. Tổng hoành đế của nó 70. Cây này quá gì lắm. Cao nơm của nó 24 ha. Chiều cao là 70. Ngang là 88. Rồi 1 triệu 300 ngàn ha. Dạ. 1 triệu 300 ngàn mã 78 ha. Dạ 79. Ủa. Phải không? 79. Dạ, em này cũng đế nó. Quái. Tàn đều luôn nha cô chú anh chị, siêu bông mình lại. Mấy cái chậu kém này gần phần mốt hết trơn nha cô chú. Chán hơi giống giống dạ. Thú không thú à. Quái, vừa mấy cái quái đi. Cô chú anh chị nào phải quái hiện nay vô siêu tầm hết. Hoành 20 ha. Đóng cái nồi đế của nó là 75 ha. Chiều cao nó là, chiều cao nơm của nó là 22. Chiều cao là 67. Ngang là 79. Rồi 1 triệu 200 ngàn. Dạ 1 triệu 2. 79 ha. Dạ. Dạ mã số 80. 80. Đó, cũng một cây quái nè anh chị ơi, này hàng quái không ha. Cây này đủ nút quá trời luôn nha cô chú chị.
dán cái nữa bye bye ra luôn nha. Hoành là 320 ha. Dạ rồi, 20 hoành. Tổng nó để nó 82 ha. Chiều cao là 65. Ngang là 73. 1.200.000 luôn chị ơi. Dạ. Siêu bông mình lại để sẵn không nha cô chú, 1.200.000. 80 ha. Dạ rồi. Rồi, 81. 81. Ừ, hàng quái không. Đây là giá nó cũng giống giống như kia 80 đó cô chú chị. Quanh 18 rồi chị nha. Tổng cái nồi để của nó 79 ha. Chiều cao là 66. Ngang là 76. Rồi. 1.1 chú anh chị ạ. Dạ, 1.1 nha cô chú chị. Mã số 81. 2 tiếp theo. Dạ, mã số 82. Dạ. Cái này nụ nút bao la luôn cô chú chị nha. Rồi, cái chọc dép rất là to luôn á. Em xin bông mình lại đế lên lục lực nha cô chú chị. Dạ rồi. Quần là 21 ha. Tổng rồi để ra 82 ha. Chiều cao nó là 56. Ngang là 70. Rồi 900.000. Má 82 chị. Dạ 900 nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ tiếp theo là số 83. Bình lợi luôn cô chú anh chị nha. Chung nó hàng chai tết không chị. Dạ. Nút chân ha. Dạ đế nôm đế quái mà cô chú anh chị. Anh 17 anh chị. Dạ 17 rồi. Tổng nồi đế của nó 65 ha. Chiều cao đó là 60. Ngang là 67. Rồi 900 luôn chị ơi. Dạ. Siêu bông mình lại 900 là số 83. Dạ, mã số 84. Em này form 8 khá là rộng nha cô chú anh chị. Siêu bông mình lại. Cái bộ đế đẹp hay đều gan luôn chị. Bộ đế nó đều hết ha. Cái này đế sởm cũng khá là cao nha cô chú anh chị. Cộng ghế bự bự không luôn nha. Dạ. Dạ, em xin chút đâu nè. Hoành là 24 ha. Tổng cái nồi đế của nó là 77 ha. Cao của nó là 26. Nôm cao của nó ha. Chiều cao là 77. Càng là 83. Rồi 1.600.000 của chị ra. Mã 84 ha. Số 85. 85. Ngọc em siêu bông bình lại. Đế nôm nữa nha cô chú anh chị. Đang vô mụn nút luôn cô chú anh chị ha.
Quái gì luôn, anh hiểu đúng quái luôn ha. Rừng này sừng lên ha. Hoành là 20, ố hoành 17 ha. Tổng hoành đế của nó là 81 ha. Chiều cao là 86. Ủa, 66 ha. Ngang là 67. Rồi 800 ngàn mã 85 chị. Dạ. 800 nha quý cô chú anh chị ha. 16. Dạ, tiếp theo mã số 86. Đó, siêu bao mình lại nha. Dạ, em thì giá là siêu nhẹ nha cô chú anh chị. Thằng chi bỏ điều cho ạ. Nụ nút là giờ có hết trơn nha cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Mình bộ đế đặt kẹo không nha. Quần nó 23 nha. Đóng rồi đế của nó là 77 ha. Chiều cao là 68. Ngang là 84. Rồi, 1 triệu 800 ngàn mã 86 rồi chị. Dạ, 1 triệu 8. Dạ, mã số 80. 87. Em này thì cái dáng nó hơi bye bye nha cô chú anh chị. Hoành nó 22 ha. Tổng hoành đế của nó 60. Chiều cao nó là 60 luôn. Ngang là 78 luôn. Rồi 1 triệu ha. Mã 87 ha. Thôi xếp bằng chậu anh chị. Dạ, số 88. 88. Dạ, một em bình lợi nụ nút cũng quá trời luôn nha cô chú chị. Đây là sữa ăn dù đẹp. À, đế sổ đứng luôn cô chú chị nha, đế nhôm sổ luôn à. Dạ rồi. Hoành là 22 ha. Tổng của nó đế nó là 52. Chiều cao của nó là 74 ha. Ngang là 79. Rồi mã 88 vô lưu chị là 1 triệu 1 ha chị. Dạ. Siêu bông bình lợi nha cô chú, 1 triệu 1. Dạ. 89. Dạ, cái mã số 89. 89 cây này lùng lực nha cô chú chị. Cây cổ đế đẹp. Nụ nút nó lên đều ở trên cô chú chị ha. Dạ rồi, em xin xếp lại luôn. Hoành nó 24 chị. Tổng ở ngoài đế của nó là 78 ha. Chiều cao là 78 luôn. Ngang là 81.
Rồi 2,1 triệu của chú anh chị ơi. Dạ. À, 89 ha, 2,1 triệu. Vào xếp tặng chậu ha. 2,1 triệu. Dạ rồi. Rồi, thêm mà mã 90. Dạ, mã số 90. Em này chơi cặp với mã số 89 luôn hay cô chú anh chị. Cái này cái phong tàn khá là rộng luôn á cô chú. Dạ, rồi, em xin chú ra luôn nha. Cái này có độ sổ lên nhưng mà nó gom đế nha. Chạy như cặp kia là ok nha. Hoành là 28 anh chị. Cái này hoành lớn. Tổng ở nơi để của nó là 87 ha. Chiều cao là 76. Ngang là 90. Rồi mã 90 vô luôn chị là 2,1 triệu luôn ha. Dạ 2,1 triệu. Mã 91. 91 một cái giỏ hoàng kim giống mới ha chị. Giỏ hoàng kim ha. Nó đâm tượng vàng, ánh vàng hết trơn rồi. Cái này ghép được gần 2 tháng ha chị. Dạ, dạ. Để gì lắm. Để nở cũ luôn. Hoành 22 ha chị. Cũ của nó là 51 ha. Yeah. Chiều cao là 35. Ngang là 47. Rồi 800 ngàn. Mã 91 ha. Giả hoàng kim ha chị ơi. Giống mới ha. 800 ngàn. Bao xếp bằng chậu. Dạ mã số 92. 92 yêu hình lộn. 92 một em giả hoàng kim luôn nha cô chú anh chị. Cái này nó cũng đang đâm tuột rồi luôn á cô chú. Hoành là 20 ha. Cái cũ này là 31 ha. Tổng cái nồi đế của nó 72 ha. Chiều cao là 38. Rồi 900 ngàn luôn. Mã 92 ha chị. Dạ. Kim luôn chị. Mã số 93. Cây này đi cơ đọt dài nha. Cái này về lấy bo được liền rồi anh chị ơi. Chở quần kim ha. Quần 22 ha. Rồi để nó 76 ha. Chiều cao là 36. Ngang là 46. 800 ngàn, mã 93 luôn anh chị. Dạ, 800 nha cô chú chị. 4. Trời, cây này em này cũng lùng lực nữa nha cô chú. 94. Chung mà mấy phone này đẹp không anh chị à. Chảo hoàng kim mà. Dạ, tàn nắm tàn luôn quá cô chú chị nha. Cây khỏe mạnh ha, ok anh chị. Hoành vị trí này 23 ha. Ngay đây là 34 ha. Tổng nồi đế của nó là 85 ha. Chiều cao là 32. Ngang là 44. Rồi 900 ngàn luôn chị. Mã 94 ha. 900. Ngày bán giá yêu thương chú anh chị đừng trả giá nữa ha. Giá này là quá ok. À, 90.
96. Ê, xin lỗi, 95. Ừ. 95 kìa. Làm Khương 96 luôn. 95 nha cô chú anh chị. Cái này ở đây cơ đọt luôn rồi cô chú anh chị ha. Ghét nhiều, trọt ghét lắm cô chú. Rồi, em xin số đo lắm nha. Này có nở củ đế nha cô chú anh chị. Hoành 21 ha. Củ đế nó là 54 ha. Chiều cao nó là 87. Ngang là 53. Rồi 700 ngàn, 795 ha anh chị. Cây đế nó kỳ đẹp lắm anh chị. Cũng tàn tùm lum luôn rồi chú chú anh chị ha. Đẹp lắm. Này, chú anh chị lấy bo xong mà đưa ở chỗ khác chơi là ok ha. Bông sai là hết sảy ha. Quanh 18. Tổng cái nồi đế nó là 75 ha. Chiều cao là 82 ha. Ngang là 50. Rồi nhanh tay lụm cho chú anh chị ơi. 800 ngàn của chú anh chị ơi. 800 ngàn mã 96 ha. À, 97. Thề giống cọc hơn. Hoành 16 ha. Cũ ngay đây là 31 ha. Tổng hoành đế của nó là 60 ha. Chiều cao nó là 32. Ngang là 47. Rồi 700 ngàn luôn chị ơi. Dạ 700 nha cô chú. 97. Một cây giảo hoàng kim. 98. 98. À, giả hoàng kim anh chị ơi. Cái này nó đi với cơ đọt dài hơn một gan nữa mấy cô chú chị. Này gì lấy bo gì liền được ha. Hoành 24 ha. Tổng nồi đế của nó là 65. Chiều cao là 47. Ngang là 56. Rồi 800 ngàn mã 98 nữa ha. Dạ. 99 ha chị. Giả hoàng kim luôn chị. Cái này đế đẹp luôn ha. Cái này có độ xấu luôn nha cô chú. Đều hết chị. Giáo hoàng kim đang hót. Giờ hết hót. Hoành nó 22 chị. Tổng hoành đế của nó là 74 ha. Chiều cao là 38. Ngang là 46. Và mã 99 giao lưu chị là 900 ngàn luôn ha. Dạ, 900 ngàn. Mã 100 chị ơi. Rồi một cây siêu bông mình lại anh chị ơi. Cây này mới con tràn lại ha chị ơi. Con lại ha, ấm ấp bông á. Đó. Chú anh chị nào bán lúa non luôn à, chú anh chị nào chốt cái này về nuôi lại cái này nữa là dữ dằn lắm anh chị ơi. Cái này cũng đang có nụ luôn à, chú anh chị. Chú thấy thấy mặt bông mà chắc cú anh chị ơi. À, không không còn gì để nói ha. Chùm bông chà bá rồi. Có một nút mà nó ra vậy đó. Ba lớp cánh luôn. Thôi cực kỳ đẹp luôn ha. Cái thân
mà bé cũ chà bá lửa luôn cơ chứ chị. Dạ, dạ em xin số ra luôn nha. Quanh Hà 28 anh chị ơi. Cũ chồng quay như cháu banh luôn ha. Cũ chồng quay như cháu banh đó là 53 anh chị ơi. Tròn ha. Chiều cao 1m4. Ngang là 99 ha. Rồi nè mới cun lại ha. Đang ra cơi nữa anh chị ơi. Đang ra hình cơi nữa. Mới cun à... hơn nửa tháng này đó. Rồi cây này em giao lưu chứ thì là 3 triệu 6 ha. 3 triệu 6 bao xếp tặng chậu ha. 200 mm ha chị. Cây này em xếp xa không được ha. Xếp cao lắm ha. Chậu nó là chậu 60-65 lọt lòng ha. Cây này cái củ chà bá mà thân lắc luôn cô chú anh chị. Giá nhiều thương luôn anh chị. Cây chú anh chị về nuôi lệ cây này đừng lai lắm ha. Rồi mã 100 là cũng mà mã cuối clip ha. Em rất cảm ơn cô chú anh chị vừa qua ủng hộ em ha. Mong cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ ha. Rồi xin chào, hẹn lại clip sau ha. Dạ em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị.